Xin kính chào quý vị và các bạn. Chắc quý vị và các bạn đang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi giống như một chú ngựa vằn, phải không ạ? Hôm nay, nhân ngày môi trường, Phạm Duy xin được thông tin đến quý vị và các bạn một thực trạng đáng báo động ở trên toàn thế giới hiện nay, đó là sự biến mất của rất nhiều loài động vật hoang dã gây mất cân bằng sinh thái. Đây có lẽ là một thực trạng mà lâu nay người ta biết đến nhưng vẫn lờ đi. Hiện có hơn khoảng 1.500 loài động vật đang trong nguy cơ tuyệt chủng. Nếu chúng ta bỏ qua lý do như nạn săn giết bừa bãi để phục vụ cho nhu cầu cá nhân thì đại bộ phận nguyên nhân thường là do nạn chặt phá rừng và xả thải ra môi trường. Điều này sẽ đẩy chúng những loài động vật trên đến bờ vực diệt vong do không có nơi ở. Và nếu điều này cứ tiếp diễn như thế thì hệ sinh thái của chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất, và đây là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn. Cứu những loài động vật này cũng chính là cứu chính chúng ta. Sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi theo dõi một đoạn phim ngắn nói về thực trạng của sinh thái của chúng ta hiện nay.